Xin kính chào quý nhà đầu tư của AZFIN Việt Nam. Thì hôm nay là ngày 16 tháng 3 năm 2021. Thì tuy chưa hết quý 1 nhưng mà AZFIN thì cũng mong muốn lên đây để trao đổi với quý vị và các bạn về cái đầu tiên là review cái báo cáo chiến lược năm 2021 xem hiệu quả đến đâu. Thứ hai là đưa ra những cái nội dung về chiến lược đầu tư cho quý 2 năm 2021 như thế nào. Và tiếp đó là cũng giải đáp cho các anh chị về thị trường chứng khoán, về những cơ hội đầu tư. Bởi vì chúng ta thấy rằng là thị trường từ lúc bị nghẽn mạng đến nay thì cứ đi ngang quanh khoảng 1160 đến 1190, đúng không ạ? Và mãi nó không bứt lên hay bứt xuống. Vậy thì tương lai có cơ hội cho chúng ta hay không? Thì AZFIN sẽ hỗ trợ giải đáp những cái vấn đề đó. Thì sau đây thì Phục sẽ vào tổng kết cái thị trường chứng khoán đơn giản thôi. Đến ngày 16 tháng 3 năm 2021 thì VN Index là đạt 1.179,5 điểm như vậy. Thì nó tương ứng với 1.180 điểm đây. Thì ở thời điểm đầu năm 2021 thì nó xấp xỉ quanh gần 1.100 điểm. Như vậy chỉ số VN Index tăng đâu đó khoảng 8-9% từ đầu năm đến nay. Thì đây là một mức tăng cũng khá là cao đấy, đúng không ạ? Cao hơn so với lãi gửi ngân hàng rồi, đúng không ạ? Cao gần gấp rưỡi lãi gửi ngân hàng rồi. Thì đây là diễn biến của thị trường chứng khoán trong gần 3 tháng qua. Định giá của thị trường chứng khoán thì hiện nay PE, chỉ số định giá là toàn bộ vốn hóa của các doanh nghiệp niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chia cho tổng lợi nhuận của họ năm 2020 đang là 18,25 lần. Đó, 18,25 lần. Chỉ số PB, tức là Price to Book Ratio, tức là tổng vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam chia cho tổng vốn chủ sở hữu của các cái cổ phiếu trong cấu thành đó, đó là Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh, bằng 2,4677 lần. Tương tự, tiếp theo là cái chỉ số định giá là Price to Sales Ratio, thì tức là tổng vốn hóa thị trường của toàn bộ các cái doanh nghiệp trong chỉ số VN Index, hay nói khác là HOSE đấy, thì chia cho tổng doanh thu của các doanh nghiệp ở trên đó bằng 2.0128 lần. Và thị trường chứng khoán tháng 3 này so với tháng 3 năm 2020, tức là một năm qua, đã tăng được 60,74%, tức là đúng cái khu vực tương đối đáy ở thị trường chứng khoán Việt Nam sau khi Covid năm 2020 xảy ra, đúng không? Khối lượng giao dịch trung bình 30 ngày thì khoảng độ 564 triệu cổ phiếu, đúng không? Đó. Và cái tỷ suất cổ tức thì đang khá là thấp, khoảng 1% thôi, khoảng 1%. Thì đấy là tổng quan qua về cái thị trường chứng khoán Việt Nam. Và từ đầu năm 2021 đến nay có một điểm rất đáng chú ý, đó là thanh khoản của thị trường chứng khoán Việt Nam rất cao. Nó lên đến trung bình khoảng độ 15 đến 17 ngàn tỷ một phiên, và gây ra cái tình trạng bị tắc nghẽn lại do cái hệ thống công nghệ nó cũng đã sử dụng từ rất lâu rồi, nó không đáp ứng kịp cái yêu cầu của rất nhiều các nhà đầu tư tham gia vào thị trường chứng khoán, đúng không? Thì đây là một cái mức thanh khoản có thể nói là không ai có thể ngờ nó lại thanh khoản như vậy. Ngày trước thì thanh khoản đến 7.000 tỷ, 8.000 tỷ một phiên đã là cao lắm rồi. Bây giờ ngày nào cũng 15-17 ngàn tỷ, đúng không? Rất cao. Nếu mà gỡ được cái vấn đề thanh khoản này thì chúng tôi tin rằng thanh khoản của thị trường chứng khoán Việt Nam có thể có rất nhiều phiên chạm mốc 1 tỷ đô la, tức là khoảng 23 ngàn tỷ. Thì tức là cái mức đó là một mức thuộc dạng rất cao đối với cái thị trường cận biên như Việt Nam. Nó cũng phải tương đương với các cái thị trường mới nổi khá khá cơ, chứ không phải là kém lắm đâu ạ. Đó, tiếp theo thì chúng tôi sẽ cập nhật cái danh mục chiến lược của AZFIN Việt Nam năm 2021. Thì hôm nay chúng tôi bật mí luôn, đó là top 5 cổ phiếu chiến lược ở trong cái báo cáo chiến lược 2021 của AZFIN như sau. Đầu tiên là cổ phiếu Techcombank, ngân hàng kỹ thương ở Việt Nam. Thì lợi nhuận từ đầu năm 2021 của cổ phiếu Techcombank này mang lại cho nhà đầu tư của AZFIN Việt Nam lên đến 33%. Quý vị có thể xem lại cái thông tin dữ liệu lịch sử thì quý vị sẽ biết. Đó, và AZFIN còn khuyến nghị cổ phiếu kỹ thương này từ lúc giá 17 cơ,
chứ không phải là đến lúc 30 mới khuyến nghị đâu ạ. Và chúng tôi liên tục khuyến nghị cái cổ phiếu TCB này. Nó là một cổ phiếu có thể nói hàng đầu trong lĩnh vực ngân hàng. Thậm chí chúng tôi cho rằng nó có thể lên số 1 trong lĩnh vực ngân hàng trong vài năm tới. Đó, thì lợi nhuận nó mang lại rất tốt, 33%, phải nói là thực sự là ấn tượng. Tiếp theo thứ hai đó là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, thì lợi nhuận từ đầu năm 2021 đến nay cũng mang lại cho chúng ta 23%. Và có một điều rất đặc biệt trong cái báo cáo chiến lược năm 2021 của chúng tôi, đó là năm duy nhất chúng tôi cho tới hai cổ phiếu cùng một ngành vào, đó là hai cổ phiếu ngân hàng. Thậm chí hai cổ phiếu này chúng tôi đánh giá cao nhất trong cái top 5 đó. Và cổ phiếu thứ ba mà chúng tôi đưa ra đó là FPT của tập đoàn FPT. Thì đây rõ ràng là một cổ phiếu truyền thống của AZFIN Việt Nam từ xưa đến nay rồi. Thì AZFIN là nơi đầu tiên, có thể nói là nơi đầu tiên đưa ra khuyến nghị mạnh mẽ về cái cổ phiếu FPT này, không những cho các nhà đầu tư cá nhân mà còn cho rất nhiều các quỹ, các tổ chức mà chúng tôi tiếp xúc. Và ngày trước thì họ còn rất nhiều nghi ngờ, nghi ngại, đó là cổ phiếu FPT chậm chạp, yếu đuối, rồi là mất đi vị thế. Nhưng mà chúng tôi đã nhìn thấy một sự chuẩn bị, một sự tích lũy rất lớn từ năm 2014 đến 2017-18. Đó là công ty này đã cơ cấu rất tốt, cơ cấu bớt đi những cái thứ nó không phải là cốt lõi, và họ tập trung vào cái thế mạnh của mình. Thì khi nhìn thấy được điều đó thì đến tháng tầm khoảng độ tháng 8 đến tháng 10 năm 2018 thì chúng tôi là nơi đầu tiên đưa ra khuyến nghị rất mạnh mẽ cho cái cổ phiếu này. Và thực sự đến bây giờ thì FPT cũng đã là một cổ phiếu không thể thiếu trong danh mục của tất cả các cái quỹ đầu tư. Đó, thì đấy là một trong những cái rất là đáng trân trọng, cổ phiếu FPT này. Thì cái cổ phiếu FPT này tuy cái tăng trưởng lợi nhuận năm vừa rồi không quá cao, nhưng cái lợi nhuận từ đầu năm 2021 đến nay chỉ trong vòng có 2 tháng rưỡi thôi mà mang lại cho chúng ta cái lợi suất lên đến 36%. Phải nói là rất ấn tượng đối với một cái blue chip ổn định như FPT. Cái cổ phiếu thứ tư chúng tôi đưa ra đó là công ty cổ phần Thế giới di động MWG. Thì lợi nhuận từ đầu năm 2021 đến nay thì cũng không ấn tượng bằng ba anh kia, được có đâu đó có 10% thôi, 10% thôi. Thì thực sự cái cổ phiếu Thế giới di động này chúng ta đầu tư chúng ta phải thật trì và thật kiên nhẫn thì lúc ấy mới có thành quả. Và thực sự thì chúng tôi cũng khuyến nghị cái cổ phiếu Thế giới di động này rất lâu từ trước đó rồi, với giá rất là hấp dẫn rồi. Tuy nhiên với 2021 thì chúng tôi cho rằng Thế giới di động có thể tăng trưởng lợi nhuận trở lại khá tốt. Bên cạnh đó là việc quan trọng nhất là việc nó ăn được thị phần của các cái công ty phía sau. Do đó nó rất xứng đáng nằm trong cái top 5 chiến lược của AZFIN Việt Nam trình bày đến quý nhà đầu tư. Tiếp theo cái cổ phiếu thứ 5 đó, nhiều anh chị thắc mắc tại sao top 5 cổ phiếu lại lẩy ra 6 cổ phiếu đúng không ạ? Thì đó là một cái sự phân vân của chúng tôi giữa Phú Tài và Vĩnh Hoàn. Và cuối cùng chúng tôi cho hai cổ phiếu này vào cùng luôn. Đó là hai cổ phiếu này chỉ chiếm mỗi cổ phiếu 10% trong cái tỷ trọng thôi, còn bốn cổ phiếu phía trên mỗi cổ 20%. Còn hai ông này tranh nhau cái vị trí thứ 5, tức là chia nhau vị trí thứ 5. Thì hơi đáng buồn một chút là Vĩnh Hoàn từ đầu năm đến nay thì lợi nhuận mang lại cho nhà đầu tư có 1% thôi. Thì đây là cổ kém nhất trong cái nửa cổ kém nhất trong cái top 5. Nhưng bù lại thì Phú Tài, tức là PTB, công ty cổ phần Phú Tài lại mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư từ đầu năm này lên đến 38%. Đó, 38%. Rất khủng khiếp. Thì đây là top 5 của AZFIN Việt Nam trong cái năm 2021. Ở cái báo cáo chiến lược chúng tôi đã đưa đến quý vị, mang đến quý vị những cái cơ hội này ở đầu năm 2021 rất rõ ràng. Và thành quả của các anh chị tham gia cái chương trình ấy cũng được rất là xứng đáng. Bởi vì hôm đó chúng tôi nhớ rằng là một ngày mưa phùn và cái chương trình diễn ra khá sớm. Rất nhiều các anh chị ở tận các cái vùng như là Thanh Hóa, rồi là thậm chí ở Quảng Bình, rồi là ở Vĩnh Phúc và rất nhiều nơi đã phải bắt ô tô, thậm chí có người bắt máy bay ra để tham dự cái chương trình này. Thì thực sự đấy là một trong những cái động lực mà chúng tôi cảm thấy là mình cần phải liên tục nâng cao cái trình độ hơn nữa, cũng như mang lại những cái cơ hội lớn lao hơn, chắc chắn hơn và hiệu quả cao hơn đến với nhà đầu tư. Thì trên đây là tôi đã cập nhật cái danh mục chiến lược của AZFIN Việt Nam 2021. Tiếp theo, đây là một cái ví dụ về một cái danh mục chúng tôi từ đầu năm 2021 đây.
lợi suất đúng bằng với cái danh mục chiến lược, đúng không ạ? 25% đây, đúng không ạ? 25,81%, đúng không ạ? Rất tốt. Đó. Thì để đánh giá được một cái chiến lược, một cái danh mục chiến lược ấy nó có hiệu quả hay không thì thông thường thì chúng ta so với chỉ số VN Index, là chỉ số của HOSE đấy. Thì danh mục chiến lược đạt lợi suất là 25,4% so với VN Index là 9%. Như vậy chúng tôi đã gấp khoảng 2,7-2,8 lần VN Index. Thì thực sự đây là một cái cũng đúng như cái tỷ lệ mà chúng tôi diễn ra trong quá khứ, trong 8 năm qua. Chúng tôi thường đánh bại Index khoảng độ 2 đến 3 lần. Thì từ đầu năm đến giờ thì gấp Index khoảng 2,8 lần, đúng không ạ? Thì lợi suất 25,4% thì tương đương với chúng ta gửi ngân hàng mấy năm rồi đấy. Gửi lãi đơn này tương đương với gửi khoảng độ 4,5 năm gửi ngân hàng, đúng không ạ? Hơn 4 năm gửi ngân hàng. Đó, thì đây là một cái thành quả dù sao cũng rất là xứng đáng đối với các anh chị đã tham gia cái chương trình chiến lược đó. Tiếp theo, vậy thì chiến lược đầu tư thế nào cho quý 2 2021? Đúng không ạ? Thì đây là một cái câu hỏi mà rất nhiều các nhà đầu tư đã gửi đến, gửi thư rồi là chat rồi là gọi điện rồi rất nhiều các cái kênh khác đến với AZFIN Việt Nam để trao đổi cái nội dung này. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng là đây là một cái nội dung mà quý vị quan tâm. Thì đầu tiên để đưa ra được cái chiến lược cho quý 2 2021 thì chúng ta cần phải xem những cái lợi thế và bất lợi thế trong cái quý 2 cũng như cả năm 2021 này. Thì trước tiên là xin chia sẻ là AZFIN rất ít khi dự báo ngắn hạn dưới 1 năm nhé. Chính vì thế cho nên những cái này thì chúng tôi cũng mang chính chất đưa ra một cách cũng tương đối là tổng quát và chung một chút. Chứ chúng tôi không thể khẳng định được rằng là quý 2 nó sẽ thế nào. Bởi vì cái điều dự đoán ngắn hạn nó rất khó khăn. Nó như kiểu là đánh bạc ấy. Nó như kiểu là mò mẫm ấy. Chứ nó không có một cái cơ sở gì chắc chắn được cả. Hoặc là bất kỳ một cái sự kiện nào nó xảy ra cái thì nó lại thay đổi hoàn toàn những cái giả định trong ngắn hạn đó. Tuy nhiên chúng ta đánh nhìn với cái tầm nhìn chiến lược vài năm thì nó dễ hơn, nhanh hơn. Và trước tiên thì chúng ta cùng vào cái lợi thế. Và trong cái quý 2 2021 thì có gì thú vị? Đó là kết quả kinh doanh của doanh nghiệp chúng tôi dự báo hồi phục rất tốt trong cái quý 1 năm 2021 này. Đặc biệt là trong cái tháng 3 năm 2021 này. Nhờ sự trở lại của nền kinh tế sau dịch bệnh. Đó, thì thực sự sự trở lại thì nó đã bắt đầu từ cuối quý 4 cơ. Nhưng mà sang quý 1 này thì chúng tôi cho rằng cái kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp sẽ trở lại một cách mạnh mẽ hơn. Đặc biệt là những doanh nghiệp hàng đầu, đó chính là những doanh nghiệp niêm yết. Đó, nó sẽ trở lại rất mạnh mẽ. Chúng tôi tin rằng cái lợi nhuận quý 1 năm 2021 hoàn toàn có thể cao hơn khoảng độ 20%, thậm chí hơn so với cái quý 1 năm 2020. Bởi vì ở quý 1 2020 rất nhiều các doanh nghiệp lớn đã bị âm lợi nhuận, ví dụ như PLX, đúng không ạ, hay là hàng không vân vân. Thì cái quý 1 năm 2021 này thì nó sẽ đỡ hơn rất nhiều và có những doanh nghiệp đã trở lại bình thường rồi. Đó, thì chúng tôi kỳ vọng là lợi nhuận quý 1 2021 sẽ tăng trưởng rất mạnh. Từ đó tạo ra cái động lực tốt cho cái thị trường chứng khoán ở trong quý 2 năm 2021 này. Tiếp theo, thị trường chứng khoán Việt Nam thì ngày càng được nhiều người quan tâm hơn. Số lượng nhà đầu tư mở tài khoản thậm chí có tháng lên đến 80.000 người. Mà trong khi trong 20 năm qua, thị trường chứng khoán mới có khoảng độ 2 triệu 7 tài khoản thôi. Đúng không? Tức là riêng năm nay chúng tôi dự báo là có thể số lượng tài khoản mở mới lên đến khoảng 500-600.000 tài khoản là bình thường. Nếu vậy thì nó bằng khoảng độ 1/4, 1/5 so với 20 năm qua. Đúng không ạ? Một con số rất lớn. Nó cho thấy sự quan tâm của người dân đến với thị trường chứng khoán rất nhiều. Và chúng tôi cũng khẳng định rằng thị trường chứng khoán là một cái kênh đầu tư là tất yếu đối với mọi người trong tương lai thôi. Nếu như ở Mỹ hay là ở các nước phát triển thì tỷ lệ người dân trưởng thành ấy, có tài khoản chứng khoán và sở hữu cổ phiếu nó lên đến 60-70%. Thì ở Việt Nam thì chúng ta mới tỷ lệ rất thấp. Số nhà đầu tư thực sự chúng tôi cho rằng là không quá 1 triệu người đâu. Tức là mới có 1%. So với những người lớn thì như vậy là chiếm có khoảng độ cùng lắm khoảng chưa đến 2%. Thì như vậy là còn cái dư địa rất lớn. Và cái kênh cổ phiếu này dần dần sẽ được người dân nhìn nhận một cách hợp lý và phù hợp với cái chức năng đó. Đó là một kênh đầu tư cho dài hạn chứ không phải là một sới bạc như mà nhiều người mặc định cho đó là như thế. Thế do đó là có cái biểu hiện
Cụ thể nhất chúng ta thấy đó là thanh khoản trên thị trường lên đến 15-17 ngàn tỷ. Đấy là còn bị sàn tắc đấy. Còn nếu không tắc chúng tôi tin rằng nó là 20 ngàn tỷ thậm chí cao hơn. Nó gấp gần 3 lần so với trung bình trong những năm trước gần đây. Nó cho thấy là thực sự rất nhiều nhà đầu tư đã quan tâm đến cái thị trường này. Tiếp theo, cái yếu tố tích cực thứ 3, đó là chúng tôi nhận thấy rằng cái lãi suất vẫn duy trì ở mức tương đối thấp. Cho dù có cái tín hiệu là lãi suất tăng một chút khoảng 0,2% vào đầu là tháng 3 năm 2021. Tuy vậy thì cái lãi suất này nó vẫn ở mức khá thấp so với lịch sử, thì nó vẫn hỗ trợ tương đối tốt cho thị trường chứng khoán. Còn nếu mà lãi suất nó mà tăng rất mạnh thì nó sẽ ảnh hưởng ngược với thị trường chứng khoán. Nhưng mà AZFIN cho rằng lãi suất từ giờ đến cuối năm có thể tăng nhưng mà sẽ không tăng lớn. Thì chúng tôi nghĩ rằng dựa trên cơ sở các cái cung tiền cũng như cầu tiền và một số cái yếu tố khác, chúng tôi cho rằng lãi suất hoàn toàn có thể tăng nhưng mà sẽ tăng thấp hơn 1%. Thế do đó là nó có ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán nhưng chúng tôi đánh giá nó ảnh hưởng tiêu cực không phải quá nhiều. Tiếp theo, về cái yếu tố tiêu cực đối với thị trường chứng khoán trong cái quý 2 năm 2021 này như sau. Đầu tiên, đó là hệ thống giao dịch tắc nghẽn và sự lo ngại của nhà đầu tư. Thực sự khi mà hệ thống tắc nghẽn ấy thì đặc biệt rất nhiều các nhà đầu tư đánh ngắn họ rất sợ. Nhỡ họ bị kẹp họ không ra được thì sao? Đúng không ạ? Nhỡ thế này thế kia thì sao? Thì đây cũng là một trong những nguyên nhân mà khiến cho các nhà đầu tư nước ngoài rất là lo sợ. Quý vị thử tưởng tượng chúng ta Việt Nam chẳng hạn đầu tư vào một cái nước kém phát triển ở châu Phi chẳng hạn, hệ thống nó bị lỗi, chúng ta có sợ không? Thì tương tự như thế, các cái ông châu Âu, các cái ông nhà đầu tư nước ngoài lớn đầu tư Việt Nam cũng thế thôi. Họ thấy là sàn không lưu thông được một cách mạnh mẽ thì họ cũng lo sợ cái rủi ro này có thể kéo dài. Chính vì thế cho nên về cơ bản nước ngoài chúng ta thấy rằng là trong những tháng gần đây có sự bán ròng khá là mạnh mẽ. Đấy là một nguyên nhân. Bên cạnh đó thì chúng tôi cho rằng là với cái đến quý 2 này thì vẫn có khả năng nước ngoài tiếp tục bán ròng, vẫn có khả năng như vậy nhỉ. Vẫn có khả năng. Đó thì bên cạnh đó thì có một lượng tiền rút ra, có thể rút ra khỏi thị trường chứng khoán để chuyển vào sản xuất kinh doanh. Như chúng ta thấy thì khi dịch bệnh Covid xảy ra thì các doanh nghiệp rất là lo ngại vấn đề mở rộng sản xuất kinh doanh, đúng không ạ? Thế là rất nhiều doanh nghiệp họ cầm tiền đi họ mua cổ phiếu, họ đầu tư chứng khoán. Nhưng mà bây giờ khi kinh tế trở lại hồi phục ổn hơn, đầu tư công mạnh mẽ hơn, đúng không ạ? Người ta nhìn thấy tín hiệu rõ ràng hơn thì rất có thể người ta sẽ rút một phần tiền từ thị trường chứng khoán để chuyển sang gọi là sản xuất kinh doanh, đúng không ạ? Bên cạnh đó thì cũng có một số họ đã rút từ chứng khoán ra để họ mua bất động sản ở các cái vùng mà đô thị chuẩn bị phát triển, đúng không ạ? Chuẩn bị phát triển. Rồi tiếp theo là rủi ro về dịch bệnh thì chúng tôi cho rằng nó vẫn còn tiềm ẩn, chứ chúng ta không thể loại bỏ hoàn toàn được cái rủi ro dịch bệnh này. Cho dù là Covid Việt Nam cũng đã có một phần vaccine rồi, nhưng mà vaccine đơn giản bây giờ nó trấn an chúng ta mà thôi là thứ nhất. Thứ hai là cái lượng vaccine thì nó không đủ. Thứ ba nữa là cái dịch bệnh bây giờ vẫn còn tiếp tục diễn ra ở Hải Dương và một số tỉnh vẫn tiếp tục có các ca mới. Thế do đó là cái rủi ro này không thể loại trừ đâu ạ. Nếu mà nó lan rộng sẽ rất nguy hiểm. Bởi vì Covid còn có rất nhiều các cái biến thể mới rồi. Đó, thành ra cái việc này là việc không mong muốn nhưng mà nó có thể xảy ra. Thì trên đây là tôi đã trình bày về cái lợi thế và bất lợi thế của quý 2 2021. Thì từ những cái lợi thế và bất lợi thế này, thực sự mà nói, có thể nói là nếu dự báo trong quý 2 thì rất khó dự báo. Nếu quý 2 mà cái hệ thống công nghệ mà xong sớm ấy, cái việc tắc nghẽn ấy, được giải quyết ấy, trong vòng 3 tháng luôn, từ tháng 3 bắt đầu 3 tháng là tháng 6 xong thì nó vẫn trong quý 2, thì hoàn toàn thị trường chứng khoán có thể được cởi trói và có thể tăng trưởng rất mạnh mẽ. Nhưng mà nếu mà trong vòng 3 tháng đó mà nó không xong được cái vấn đề này thì thị trường chứng khoán vẫn bị đè khá nặng về những cái yếu tố rủi ro. Thì do đó là dự báo trong cái quý 2 này, thực sự để mà dự báo chắc chắn như thế nào là nó khá khó khăn. Thay vì đó thì chúng ta sẽ đưa ra các cái kịch bản để chúng ta hành động cho cái quý 2. Trước tiên thì chúng ta sẽ điểm qua một chút về cái khả năng kinh tế sẽ phục hồi mạnh đã. Thì đây là cái yếu tố quan trọng nhất đối với thị trường chứng khoán. Thì ở trên chúng tôi đã nói qua rồi. Thì ở dưới này thì chúng tôi sẽ nói cụ thể hơn vì sao mà cái kinh tế có khả năng sẽ phục hồi mạnh.
Một là vaccine đã được tiêm và sẽ được tiêm trong cái diện rộng hơn, không những ở Việt Nam mà trên thế giới. Do đó nó tạo cái tâm lý rất là an tâm đối với người dân, đối với các nhà sản xuất kinh doanh. Nó tạo tâm lý là cái quan trọng nhất, chứ không hẳn là vì tiêm vaccine nó sẽ ngăn ngừa được cái dịch bệnh này đâu nhé. Đó là tạo tâm lý an tâm, từ đó người ta sẵn sàng đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh hơn, từ đó làm cho kinh tế có thể phục hồi trở lại tốt. Thứ hai đó là đại hội đảng về cơ bản đã xong và một giai đoạn mới sẽ bắt đầu ngay trong năm 2021 này. Thì như chúng ta được biết rằng khi mỗi một cái nhiệm kỳ mới, một giai đoạn mới bắt đầu thì cái việc đẩy mạnh phát triển kinh tế là gần như là tất yếu. Còn ở giai đoạn cuối các cái nhiệm kỳ thì thường nó chậm hơn, nhưng mà khi vào đầu giai đoạn mới thì nó sẽ được đẩy mạnh rất là mạnh về phát triển kinh tế toàn diện. Thứ ba đó là đầu tư công bắt đầu giải ngân mạnh hơn từ quý 4 năm 2020 thì đến quý 1 2021 này thì và các cái quý tiếp theo, quý 2 sẽ được đẩy mạnh mẽ và nó sẽ lan tỏa đến rất nhiều các cái ngành nghề khác lan tỏa rất nhiều, từ đó giúp các cái lĩnh vực khác, ngành nghề khác có thêm công ăn Việt Nam và tăng thu nhập, tăng lợi nhuận. Và thứ tư là các doanh nghiệp lớn chúng tôi khảo sát đang nhìn thấy họ đang có kế hoạch mở rộng rất tốt, đẩy rất mạnh. Ví dụ ở trong VN30 chẳng hạn, rất nhiều doanh nghiệp có kế hoạch đẩy mạnh phát triển. Ví dụ như là top các cái ngân hàng chẳng hạn, chiếm một phần lớn vốn hóa của thị trường chứng khoán, họ đang thúc đẩy tăng trưởng rất mạnh. Đúng ạ, rồi các doanh nghiệp công nghiệp, ví dụ như Hòa Phát này, chuẩn bị 2022 là mở rộng Dung Quất giai đoạn 2 với cái công suất lên đến 5 triệu tấn, rất khủng khiếp đúng không ạ? Rồi là của Ri chẳng hạn, của Ritech thì họ tiếp tục đẩy mạnh xây cái tòa văn phòng với cái diện tích rất lớn. Đúng không ạ? Ri cũng thế. Rồi là FPT này, chuẩn bị đưa vào hoạt động cái trụ sở mới ở Cầu Giấy, Hà Nội và sẽ đẩy mạnh hơn nữa cái việc mở các cái chi nhánh, các cái công ty ở các nước ở trên thế giới để từ đó phát triển mạnh cái lĩnh vực phần mềm của mình, đúng không ạ? Đó, rồi là rất nhiều các cái doanh nghiệp cảng biển khác thì cũng đang phát triển rất mạnh, đúng không ạ? Rất nhiều, rất mạnh mẽ, chúng tôi nhìn thấy một sự quyết tâm rất lớn, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp hàng đầu, và họ đã đang chiếm được cái thị phần và họ cũng lợi dụng cái cơ hội là kinh tế vừa mới khó khăn để đẩy mạnh nhanh đầu tư để chiếm lĩnh thị phần và có thể phát triển rất mạnh trong cái tương lai. Thì từ những cái yếu tố trên thì chúng tôi cho rằng nhà đầu tư nên tập trung vào các doanh nghiệp đầu ngành, bởi vì những doanh nghiệp đầu ngành là những thằng sẽ được hưởng lợi nhất sau khủng hoảng. Khủng hoảng qua đi thì chỉ có những tay yếu đuối sẽ nằm ở lại thôi, còn lại những người mạnh mẽ, những người hàng đầu thì họ sẽ hốt xác những cái doanh nghiệp yếu đuối đó và họ gia tăng cái thị phần của mình, từ đó tăng được cái doanh thu lợi nhuận trong tương lai rất tốt, đúng không? Trong tương lai rất tốt. Thì đấy là những doanh nghiệp đầu ngành. Tiếp theo, bên cạnh những doanh nghiệp đầu ngành đấy thì chúng ta phải lựa chọn trong những doanh nghiệp đầu ngành đó, lựa chọn ra những doanh nghiệp nào có tiềm năng tăng trưởng tốt, tức là nó đã đầu ngành rồi còn phải thể hiện là nó có năng lực chiếm được thị phần và nó có hành động dứt khoát để chiếm được thị phần. Và khi chỉ có tăng trưởng mạnh như thế thì giá cổ phiếu nó mới có thể đi theo một cách mạnh mẽ được. Thứ ba nữa là cái yếu tố định giá thì không thể bỏ qua trong cái vấn đề này. Đó là định giá phải hấp dẫn thì chúng ta mới tham gia cơ. Đó, thì trên đây là cái tôi chia sẻ về cái chiến lược quý vị lên làm trong quý 2. Thì chúng tôi cho rằng cái quý 2 này nếu mà thị trường vẫn tiếp tục lình xình, thậm chí điều chỉnh, là một cái cơ hội rất tốt để quý vị và các bạn tích lũy các cái doanh nghiệp này. Đó, tích lũy ra doanh nghiệp này một và tích lũy mạnh mẽ đi. Tỷ lệ chúng tôi cũng khuyến nghị rằng là nếu có giá hấp dẫn thì quý vị hãy giải ngân, mạnh dạn giải ngân 80-100% cổ phiếu đi. Chúng ta cũng không phải quá lo ngại gì cả. Nhưng mà lưu ý hãy đầu tư dài hạn và lưu ý là đừng có dùng dòng tiền ngắn hạn mà chơi cái thị trường này sẽ rất rủi ro. Đúng không? Rất rủi ro, bởi vì có những thứ mà tôi cũng như quý vị và các bạn không thể đoán được. Chính vì thế tôi nhắc lại một vấn đề nữa, quý 2 là một cái cơ hội rất tốt để chúng ta tích lũy các cái cổ phiếu hàng đầu, các doanh nghiệp hàng đầu, các doanh nghiệp có tăng trưởng tốt và định giá hấp dẫn, để cho các cái quý tiếp theo khi mà
cái hệ thống công nghệ thông tin của cái sở giao dịch được khơi thông, được xử lý thì nó có thể hồi phục rất mạnh. Rồi là kinh tế của Việt Nam dự báo 2021 này sẽ tăng trưởng trở lại khoảng 7%. Trong đó các cái doanh nghiệp trên sàn lợi nhuận sẽ tăng trưởng khoảng độ 20-24% một năm cơ. Trong cái năm 2021 này. Chính vì thế cho nên là nếu mà càng có những cái giai đoạn linh sinh và điều chỉnh thì lại là càng là những cái cơ hội rất tốt để tích lũy những cổ phiếu tuyệt vời. Và trong ngắn hạn thì quý vị có thể thấy những cổ phiếu nó không bứt phá mạnh đâu. Nhưng mà nhìn một cái thời gian dài hơn, quý vị có thể thấy những cổ phiếu nó sẽ dần bỏ xa index rất lớn. Và cái lợi nhuận nếu tập trung vào những doanh nghiệp đầu ngành này thì chúng tôi cho rằng từ giờ đến cuối năm nó sẽ không dưới 15-20% đâu. Không dưới 15-20%. Bởi vì sao? Quý vị lưu ý là từ đầu năm đến nay mới có hơn 2 tháng rưỡi chúng ta đã có lợi nhuận 25-26% rồi. Thì từ đây đến cuối năm chúng ta lợi nhuận được 15-20%. Tức là lợi nhuận chúng ta đã 47-53% rồi. Thì đó là một mức lợi nhuận gọi là đáng ao ước với bất kỳ một cái lĩnh vực đầu tư nào. Đúng không? Thì quý vị hãy mạnh dạn tích lũy những cổ phiếu hàng đầu có tăng trưởng tốt và định giá hấp dẫn. Thì tăng trưởng như nào thì quý vị có thể tham khảo trên cái kênh academy.azfin.vn. Thì ở trên đó chúng tôi có các cái chương trình miễn phí cho quý vị vào xem là dấu hiệu các cái doanh nghiệp tăng trưởng như thế nào, quý vị có thể xem đấy. Tiếp theo, định giá có hấp dẫn hay không thì quý vị sẽ lên cái kênh YouTube Chứng khoán TV. Thì ở đây chúng tôi có một cái series phân tích định giá các cái cổ phiếu rất nhiều đấy. Và có, quý vị có thể tham khảo đấy để biết đắt rẻ như thế nào, đúng không? Hay là ở cái website academy.azfin.vn thì cũng có rất nhiều các nội dung mà quý vị có thể tham khảo được. Bên cạnh đó thì ở trong cái cộng đồng tích sản cổ phiếu của chúng tôi thì cũng có rất nhiều các cái thông tin đầy đủ để quý vị có thể an tâm về việc cổ phiếu như thế nào là hấp dẫn và có tăng trưởng hay không. Đó, thì trên đây là tôi đã trình bày với quý vị và các bạn chiến lược quý 2 của chúng ta sao cho hiệu quả. Thì bây giờ là mời quý vị và các bạn quan tâm thì có thể đặt các cái câu hỏi thì tôi sẽ giải đáp trả lời cho quý vị và các bạn về những cái nội dung này. Và bạn Quên Tình có hỏi chương trình 69 cổ phiếu tiếp tục không anh? Chương trình đó hay quá mà sao lại stop, đúng không ạ? Vâng, chương trình 69 cổ phiếu này thì AZFIN đến nữa sẽ có cơ hội thì sẽ tiếp tục ạ. Tuy nhiên là để xây dựng một cái chiến lược lớn hơn, hỗ trợ được nhiều người dân hơn, người dân Việt Nam hơn, thì AZFIN hiện nay là đang tập trung rất mạnh vào cái vấn đề liên quan đến gọi là tài chính cá nhân. Tài chính cá nhân thì trong đó đầu tư cổ phiếu chỉ là một phần nhỏ ở trong đó thôi. Thì AZFIN mong muốn là mang lại những cái giá trị tốt đẹp nhất cho quý các anh chị nhà đầu tư. Đó, thì đầu tiên là những cái cộng đồng về tích sản cổ phiếu tự do tài chính chẳng hạn. Sau có vài tháng đâu, bây giờ gần 2.000 anh chị em đã tham gia và đạt được những cái kết quả phải nói là rất là đáng tích cực, đáng khích lệ. Thì sắp tới thì AZFIN sẽ có rất nhiều các cái chương trình bổ ích nữa mang đến quý vị nhà đầu tư. Trong đó cổ phiếu chỉ là một phần thôi, chỉ là một phần thôi. Thì AZFIN luôn nỗ lực hết mình với cái phương châm là minh bạch, khách quan và phải hiệu quả. Thì bên cạnh đó thì chúng tôi luôn luôn mong muốn là những người đi tiên phong để mang lại những cái cơ hội khi nó còn sơ khai, hoặc là mang lại cho quý vị những cái giá trị về quản trị tài chính tốt nhất, tốt, phải nói là tốt nhất, chứ chúng tôi không mang lại những cái gì đó nó mang tính phổ thông chung chung và nó không hiệu quả. Tốt ở đây gồm hai yếu tố. Đầu tiên là chúng tôi sẽ làm những cái gì chưa từng có. Thứ hai là chúng tôi sẽ mang những cái đó giúp quý vị đưa ứng dụng vào thực tế. Ứng dụng vào thực tế chứ không chỉ đơn thuần là nêu ra những cái lý thuyết, những cái cơ hội đơn thuần thôi. Chúng tôi nhận được cái câu hỏi của Mr. Nguyễn Thành Công. Ngoài cổ phiếu thì Phục có thể và AZFIN có thể chia sẻ thêm về quản trị tài chính cá nhân, các lớp tài sản và nhất là bảo hiểm không ạ? Thì an tâm, thì đến nữa chúng tôi sẽ có đầy đủ những cái thông tin đó. Và xin thưa, chúng tôi đưa những cái kiến thức đó, nó mang tính phù hợp thực tiễn của quý vị, chứ nó không mang tính lý thuyết sách vở như chúng ta vẫn thường được tiếp cận. Nó phải phù hợp với điều kiện kinh tế chúng ta, phù hợp với công việc chúng ta, phù hợp với nhu cầu chúng ta, đúng không ạ? Chứ không phải là lắm lúc chúng ta cứ cố định. Một số anh chị bảo là phải tích ra 10% thu nhập mua bảo hiểm, đúng không ạ? Nhưng mà với AZFIN nó lại khác.
nếu các anh chị thu nhập rất cao, các anh chị có thấy tài sản lên đến cả triệu đô la, vài triệu đô la rồi, thậm chí các anh chị không cần phải mua bảo hiểm cũng ok. Bởi vì cái việc phân bổ tài sản chuẩn của các anh chị chính là cái bảo hiểm rồi. Rất tốt, đúng không ạ? Thế thành ra không phải là thu nhập 1 tỷ một năm thì trích 100 triệu, vậy thu nhập 100 tỷ một năm thì trích 10 tỷ mua bảo hiểm à? Thì đấy là một chuyện không cần thiết, đúng không ạ? Đấy, ví dụ thế, ok ạ. Vâng, chào bạn Nguyễn Văn Thành. Bạn Nguyễn Văn Thành có hỏi là cần học những gì để trở thành một broker có tâm có tầm. Thì chúng ta cần phải học, thứ nhất là chuyên môn chúng ta phải tốt hơn. Chuyên môn chúng ta phải học sao cho tốt hơn là thứ nhất. Thứ hai là chúng ta cũng phải có trải nghiệm, kinh nghiệm ở trên thị trường này. Thì lúc đó chúng ta mới được tốt hơn đấy. Đó. Ok. Thì ở AZFIN Việt Nam chúng tôi cũng có các cái chương trình đào tạo hỗ trợ quý nhà đầu tư. Đó. Có cái chương trình đào tạo hỗ trợ quý nhà đầu tư. Thì quý nhà đầu tư có thể tham gia cái chương trình này. Ok, ok. Anh Tuấn Nguyễn có hỏi là tình hình là cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh quá, liệu có còn hấp dẫn không? Thì với cái việc là dự báo là những cổ phiếu ngân hàng đa phần cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận nó trên 20% một năm trong năm 2021 này. Trong đó cá biệt có những ngân hàng có thể tăng trưởng rất mạnh, ví dụ MB có thể tăng trưởng khoảng gần 40% lợi nhuận này. Hay là Tiên Phong thì chúng tôi cũng kỳ vọng có thể tăng trưởng khoảng 25% lợi nhuận. Hay là rất nhiều các cái ngân hàng khác nữa cũng có thể tăng trưởng lợi nhuận cao như là Techcombank chẳng hạn, Viettin hoặc BIDV cũng tăng trưởng. Nói chung là ngành ngân hàng chúng tôi cho rằng là khá hấp dẫn. Vẫn khá hấp dẫn. Thậm chí là chúng tôi cho rằng ngành ngân hàng là hấp dẫn nhất trong vài năm tới. Trong vài năm tới ạ. Và bạn Nguyễn Thành Công có hỏi là bạn có một số vốn nhất định muốn nhận tư vấn đầu tư chi tiết của AZFIN thì liên hệ thế nào? Thì thực sự là nếu mà cái tư vấn hiện nay thì AZFIN thực sự là AZFIN cũng nhận được rất nhiều các yêu cầu, nhưng mà chúng tôi vẫn chưa thực sự là mở rộng cái vấn đề này. Nếu mà bạn cần thiết thì bạn có thể chat với page AZFIN thì chúng tôi sẽ có giải pháp cho bạn một cách cụ thể nhé. Bởi vì đội ngũ của chúng tôi là hiện nay là đang được mở rộng với năng lực cũng rất là tốt. Thì thành ra là có hoàn toàn có thể đáp ứng được những cái yêu cầu của quý các anh chị, quý nhà đầu tư ạ. Vâng, Mr. Hải Lê có hỏi rằng là FPT giá như vậy có mua tiếp không anh? Đúng không ạ? Thì thực sự mà nói về FPT thì giai đoạn qua thì nó cũng không nằm ngoài dự đoán của chúng tôi. Thứ nhất về giá thì nó tăng, công nhận là nó tăng vượt quá dự đoán của chúng tôi thật. Nhưng mà về cái việc, cái xu hướng cũng như là cái vị thế như này ngày nay thì nó không nằm ngoài dự đoán của chúng tôi. Thì bởi vì AZFIN đã từng đánh giá FPT, về cơ bản nó dần dần nó sẽ có sự khác biệt, tập trung vào cốt lõi. Và khi mọi người nhìn nhận nó là một doanh nghiệp thuần về công nghệ và viễn thông ấy, thì mọi người sẽ được trả giá nó cao hơn, trả giá nó cao hơn. Tức là chúng tôi hay dùng cái khái niệm gọi là định giá lại đấy. Thì FPT chính là cổ phiếu được định giá lại. Được định giá lại. Đó, FPT chính là cổ phiếu được định giá lại. Và cái vùng giá này nhiều người bảo PE nó đã lên đến 18 lần cao hơn trong quá khứ, trung bình khoảng 10 lần rất nhiều đúng không ạ? Thì đã đắt chưa, đắt quá chưa? Thì chúng tôi cho rằng là vùng PE này là vùng hợp lý của một cổ phiếu hàng đầu như FPT, với cái sức tăng trưởng rất mạnh và là một cổ phiếu rất hợp thời. Thì chúng tôi cho rằng vùng này là vùng hợp lý. Vùng hợp lý chứ cũng không phải là vùng quá đắt. Vậy lợi nhuận đầu tư vào FPT trong tương lai như thế nào? Đó chính là dựa trên cái sự tăng trưởng của cổ phiếu FPT cũng như cổ tức tiền mặt. Thì chúng tôi cho rằng với giá này nếu quý vị và các bạn mua thì chúng ta cũng cần phải cẩn thận mua vừa thôi. Còn nếu quý vị có thì hãy giữ đi, hãy cố gắng giữ đi. Bởi vì lợi nhuận của nó chúng tôi cho rằng trong dài hạn với giá này cũng không dưới 15% một năm đâu ạ. Trong 3 đến 5 năm đấy. Như vậy là lợi suất đã cao hơn gấp đôi so với ngân hàng. Thì như vậy nó rất đáng để chúng ta đầu tư ạ. Chị Nguyễn Thị Mai Phương hỏi bất động sản có mõ mã nào hấp dẫn không? Thì thực sự mà nói bất động sản là một cái lĩnh vực ở Việt Nam là lĩnh vực truyền thống đúng không ạ? Nó cũng giống như các nước châu Á khác. Bất động sản được người dân vô cùng quan tâm. Và bất động sản luôn luôn là những nơi mà người dân muốn đổ tiền vào nhiều nhất. Đúng không? Đặc biệt ở Việt Nam. Thì chúng tôi thấy rằng bất động sản ở Việt Nam về cơ bản trong 2 năm qua thì cái kết quả kinh doanh của họ họ được hưởng lợi rất nhiều. Thực tế các cái doanh nghiệp năm 2020 ghi nhận lợi nhuận như thế, chúng tôi cho rằng họ ghi nhận mới chỉ là đúng một phần họ được hưởng lợi thôi.
Còn thực tế lợi nhuận các doanh nghiệp bất động sản có thể gấp 3 lần, thậm chí có những doanh nghiệp gấp chục lần so với việc họ báo cáo cho cổ đông đấy. Thì đấy cũng là một cái vấn đề lo ngại của chúng tôi liên quan đến quản trị công ty. Bởi vì về cơ bản lĩnh vực bất động sản là một trong những lĩnh vực mà lãnh đạo các doanh nghiệp thường linh động nhất. Thứ nhất, thứ hai là họ có thể dễ dàng họ chuyển lợi nhuận ra bên ngoài một cách đơn giản. Ví dụ, một cái khu đô thị, các cái khu lô góc đẹp nhất, các cái biệt thự đẹp nhất chẳng hạn, họ bán đáng giá 100 triệu họ một mét, họ bán ra có 30 triệu, 40 triệu có ai kiểm soát được họ không? Chắc chắn là không rồi, đúng không ạ? Và họ bán cho ai, đúng không ạ? Thế thành ra mới có những cái câu chuyện có rất nhiều các xuất ngoại giao vân vân, đúng không ạ? Chính vì thế cho nên có những doanh nghiệp bất động sản làm khu đô thị cả vài trăm ha, lên đến cả chục ngàn sản phẩm như vậy mà lợi nhuận có khi ghi nhận chỉ vài chục tỷ. Nó chỉ bằng khoảng 3-4 căn biệt thự của họ thôi. Như vậy là không xứng đáng. Thì cái vấn đề chúng tôi lo ngại nhất ở bất động sản liên quan đến quản trị công ty. Còn nếu ở bất động sản quý vị và các bạn muốn quan tâm thì cổ phiếu Vinhome thì chúng tôi cũng nghĩ đây là một cổ phiếu lớn. Và họ về cơ bản rất là chuẩn chỉ trong cái việc thuế má rồi vân vân. Thì chúng tôi cũng đánh giá khá cao trong dài hạn đối với cổ phiếu đó. Tuy vậy, AZFIN không có khẩu vị ưa thích cổ phiếu bất động sản. Đấy là xin chia sẻ như thế. Vâng, chị Nga Jimmy có hỏi là ACV đầu tư được chưa hay là để khi sân bay Long Thành mới lên đầu tư. Thì thực sự ACV thì nó phải dành cho những người vô cùng kiên nhẫn cơ. Bởi vì cổ phiếu này vẫn bị ảnh hưởng bởi Covid. Thành ra lợi nhuận để có thể quay trở lại 2019 thì chúng tôi cho rằng phải mất 2 năm nữa, 2 đến 3 năm nữa, đúng không ạ? Còn xu hướng rõ ràng cái lĩnh vực này là một lĩnh vực tăng trưởng. Và ACV là thằng hưởng lợi lớn nhất chứ không phải là các hãng máy bay, đúng không ạ? Tuy vậy có một điều là định giá ACV nó không hề rẻ một chút nào. Chính vì thế nó phù hợp với những nhà đầu tư phải lâu dài, kiên nhẫn. Và đặc biệt là nó phù hợp với những người mua tích sản cổ phiếu. Tích sản cổ phiếu hoặc là khi cổ phiếu này giảm sâu, đó là một cơ hội để quý vị tích lũy. Vâng ạ, bạn An Nguyễn có hỏi mã Phú Tài không có trong list cổ phiếu tích sản anh ạ. Đúng rồi ạ, mã Phú Tài này thì chúng tôi chưa đưa vào cái danh mục tích sản, nhưng mà trong cái danh mục chiến lược 2021 thì chúng tôi có, vì một số lý do mà chúng tôi chưa đưa vào. Sau này chúng tôi có thể bật mí sau ạ. Vâng, anh Nguyễn Văn Thành có hỏi là có khá nhiều thứ để đọc, anh nói chuyên môn vậy những chuyên môn cần học là gì, ví dụ kế toán MBA hay như thế nào. Về cơ bản đầu tư chứng khoán để mà có những cái kiến thức thực chiến mang lại hiệu quả đầu tư cho nhà đầu tư, mang lại hiệu quả cho khách hàng nếu bạn là môi giới, thì MBA cũng không quá quan trọng, CFA cũng chưa chắc đã quá quan trọng. Đó là quan trọng là cái trải nghiệm của quý vị ở trên đó có thể rút ra được những cái phương pháp đầu tư mà nó an nhàn mà lại đưa lại được cho nhiều người có thể áp dụng cơ. Nhiều người có thể áp dụng cơ. Đúng không ạ? Thì đó là quý vị phải hiểu toàn diện về những vấn đề như sau. Đầu tiên là kinh tế vĩ mô chúng ta cũng phải hiểu. Nhưng mà phải hiểu có chọn lọc. Chứ không phải là cái gì của kinh tế vĩ mô chúng ta cũng hiểu. Thì với AZFIN thì trong các cái chương trình học AZFIN cũng tóm gọn lại có 3 yếu tố trong vĩ mô mà quý vị phải quan tâm thôi. Nó quyết định gần như toàn bộ cái sự ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Rồi tiếp theo sau đó quý vị phải phân tích được ngành cơ. Ngành thì quý vị phải có cái tầm nhìn dài trong tương lai, đúng không? Thì phải đọc rất nhiều về ngành. Tiếp theo phân tích doanh nghiệp thì cần phải hiểu không chỉ những con số tài chính. Con số tài chính với AZFIN nó chỉ chiếm 20-30% quyết định thôi. Quyết định lớn nhất của chúng tôi đó là tầm nhìn chiến lược của cái doanh nghiệp đó, quản trị công ty của cái doanh nghiệp đó, văn hóa doanh nghiệp của cái doanh nghiệp đó và lợi thế cạnh tranh doanh nghiệp đó có. Những cái đó mà tốt thì sau đó chúng tôi mới đánh giá đến các con số tài chính và cuối cùng mới đưa ra được đầu tư hay không, đúng không ạ? Rồi xem lại phải định giá là bao nhiêu, đúng không ạ? Thì cái quy trình đó thì ở AZFIN cũng có hai cái chương trình. Một là đọc vị cổ phiếu thì mỗi tháng có một lần. Hai là phân tích định giá chuyên sâu, định giá cao cấp ấy, thì khoảng 3 tháng chúng tôi có một lần. Thì quý vị có thể chat với page của AZFIN để có thêm thông tin chi tiết. Còn để mà trả lời vài câu ở đây thì chúng ta không thể trả lời được làm thế nào trở thành một môi giới xuất sắc như bạn muốn đâu ạ. Vài câu này chúng ta không giải đáp được chuyện đó. Ok ạ. Và bạn Quan Hoàng có hỏi anh đánh giá Vinamilk dài hạn được không? Thì cổ phiếu Vinamilk thì trong mấy năm gần đây quý vị theo dõi cái kênh AZFIN của chúng tôi hoặc là kênh Chứng khoán TV cũng sẽ thấy rõ. Thì chúng tôi cho rằng Vinamilk là một cổ phiếu đơn thuần đầu tư ăn cổ tức thôi. Còn cái việc tăng trưởng của nó là rất chậm trễ. Rất nhiều quý vị và các bạn bảo rằng
thị trường Trung Quốc lên đến hơn tỷ dân, nó mở rộng sang đấy nó có thể tăng trưởng, đúng không ạ? Nhưng xin thưa với quý vị, năm 2020 vừa rồi đấy ạ, xuất khẩu đã bị giảm mấy chục phần trăm đấy. Và quý vị có nghĩ là Vinamilk có thể chiếm được thị phần Trung Quốc không? Nó không đơn giản như quý vị nghĩ đâu. Thì tôi thường hay lấy ví dụ này để giải thích cho mọi người. Đó là ví dụ một cái doanh nghiệp sữa ở Lào, gọi là Lào Milk đi, hay là Campuchia Milk đi, nó có khỏe ở Vinamilk ở Campuchia hay ở Lào đi chăng nữa, nếu nó bán sang Việt Nam chẳng hạn, thì quý vị có dùng sữa của Lào Milk hay Campuchia Milk không? Hoặc là nó có thể chiếm được cả cái thị phần Việt Nam này không? Thì tương tự như thế, Vinamilk chỉ là Vinamilk to ở Việt Nam thôi, còn so với Trung Quốc thì chúng ta vẫn là một nước kém hơn họ rất nhiều. Thành ra chúng ta không dễ mà đưa Vinamilk để chiếm được cái thị trường Trung Quốc đâu ạ, nó rất khó. Bên cạnh đó thì Vinamilk không có lợi thế bằng các cái doanh nghiệp bản địa, đó là nhà máy sản xuất, đó là gọi là khâu logistics, rồi đủ các cái thứ nữa, thuế nhập khẩu vân vân xyz, thì Vinamilk liệu có thể cạnh tranh được không ạ? Thế thành ra cái thị trường nước ngoài về cơ bản nó chỉ đóng góp từ xưa nay cho Vinamilk rất nhỏ thôi, không lớn, và cái tốc độ tăng trưởng của nó cũng không quá cao đâu ạ. Thế do đó là quý vị cũng không nên kỳ vọng vào cái việc nó tăng trưởng mạnh được. Ngay cả năm 2020 vừa rồi, rất nhiều chuyên gia phân tích cho rằng là sẽ tăng trưởng mạnh rồi sát nhập GTN Mộc Châu Milk. Thì để có được Mộc Châu Milk thì Vinamilk sẽ tăng trưởng được một ít, nhưng mà họ phải trả một đống tiền ra để lấy sự tăng trưởng đó, chứ đâu phải là tăng trưởng không, mà khi mua xong GTN Mộc Châu Milk rồi thì họ lại đâu còn sự tăng trưởng, động lực tăng trưởng mạnh nữa trong tương lai, đúng không ạ? Thì chúng tôi cho rằng nếu đầu tư cổ phiếu Vinamilk thì quý vị hãy đợi lúc nó điều chỉnh sâu và mua vào đó. Và chính cổ phiếu này có thể là chết đinh với cái tầm nhìn vài tháng rất tốt, chứ không phải chết đinh T3 nhé, vài tháng. Tức là khi nó xuống sâu và quý vị mua, nó không tăng thì quý vị ăn cổ tức, nó tăng mạnh thì quý vị bán ra. Đó, thì chính là cổ phiếu Vinamilk là một cổ phiếu rất dễ giao dịch, rất dễ đầu tư là như vậy. Ok, bạn Tuấn Nguyễn có hỏi là MBB với TCB giá hiện tại còn hấp dẫn không anh Phục? Thì AZFIN đánh giá TCB và MBB trong dài hạn tầm nhìn 3 năm rất hấp dẫn với giá này. Đó. Tiếp theo bạn Minh Hoàng có hỏi là ngành nông nghiệp trong tương lai sẽ như thế nào? Về cơ bản người ta hay nói cái câu chuyện nông nghiệp là thế mạnh của Việt Nam, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì chúng tôi cũng đồng ý cái chuyện ý. Nông nghiệp rõ ràng là thế mạnh của chúng ta từ ngày xưa. Chúng ta là một đất nước nông nghiệp đi lên, đúng không ạ? Tuy vậy thì ngành nông nghiệp để mà có thể mở rộng quy mô lớn và hoạt động kinh doanh ổn định thì rất khó khăn. Thực sự rất khó khăn. Thì ở trên sàn có một số các doanh nghiệp chúng tôi đánh giá khá cao nhưng thanh khoản nó không có. Ví dụ như giống cây trồng trung ương, đúng không ạ? Vinasit, đúng không ạ? Thì NSC ấy, thì đấy cũng là một cổ phiếu rất tốt trong cái lĩnh vực nông nghiệp, Hay là Hòa Phát có cái mảng nông nghiệp của nó rất tốt, đúng không ạ? Hay là một số doanh nghiệp, nhưng tuy vậy thì để mà nói cả ngành này nó có hấp dẫn hay không thì thực sự rất khó. Rất khó để mở rộng tăng trưởng. Thì chúng tôi cho rằng nó cũng khá ok thôi chứ nó không phải là quá xuất sắc. Hiếu Nguyễn có chia sẻ là PE FPT sẽ lên tầm 20, đúng không? Ngang tầm Vinamilk. Vâng, điều này hoàn toàn có thể bạn Hiếu ạ. Đúng không? Vâng. Anh Trần Văn Tài có hỏi là cổ phiếu Phú Tài không có trong dịch danh mục, làm sao để mua? À, về danh mục tích sản thì có những cái quy định riêng, thành ra cổ phiếu chọn theo tiêu chí riêng anh ạ. Vâng. Anh Đỗ Chí Công có hỏi là vận chuyển kho bãi logistics có mã nào tốt không? Thì thực sự là cũng có rất nhiều các cái mã tốt trong lĩnh vực logistics này. Tuy vậy thì về cái định giá cổ phiếu nhóm ngành này thì chúng tôi nhận thấy rằng là nó cũng không phải là quá hấp dẫn. Đúng không? Không phải quá hấp dẫn. Có những cái doanh nghiệp trên sàn, ví dụ như Temendep, đúng không ạ? Vicoship, VSC đấy, Đình Vũ, TCL, rồi là rất nhiều các cái, hay là PVT hay vân vân, nó cũng là vận tải, đúng không ạ? HAH của Hải An, hay là TMS của Transimex hay vân vân, rất nhiều các cái doanh nghiệp trong cái lĩnh vực đó. Thì quý vị phải đặc biệt chú ý, nếu theo dõi những doanh nghiệp ý, thường thì nó hoạt động kinh doanh rất ổn định, cổ tức nó khá cao, và những lúc mua tốt thì phải điều đợi nó sụt giảm mạnh, không lý do cơ, chứ ngoài là nó vượt đỉnh. Những doanh nghiệp mà ổn định mà quý vị cứ mua lúc nó vượt đỉnh là rất nguy hiểm đấy ạ. Ok ạ. Ngành bảo hiểm có mã nào không phục? Đúng ạ, ngành bảo hiểm thì chúng tôi cho rằng đây là một trong hai ngành tăng trưởng mạnh nhất Việt Nam. Tuy vậy thì lại những doanh nghiệp được hưởng lợi nhất trong cái lĩnh vực tăng trưởng bảo hiểm lại là các ngân hàng.
chứ không hẳn là các công ty bảo hiểm đâu. Đó, thì đấy là bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng rất mạnh. Còn lại các cái mảng bảo hiểm khác cũng tăng trưởng nhưng nó không quá mạnh. Thì ở trên sàn chúng tôi thấy có những cái doanh nghiệp bảo hiểm, ví dụ như Bảo Việt thì định giá nó quá cao rồi. Và cái doanh nghiệp này thì đầu tư theo kiểu như là các cái nhà tạo lập họ làm gì đó, đúng không ạ? Đó, còn về cơ bản 10 năm qua lợi nhuận của Bảo Việt gần như không tăng. Thì chúng tôi cũng không đánh giá quá cao về cái yếu tố cơ bản của doanh nghiệp nhé. Cơ bản nhé, lưu ý này, yếu tố cơ bản. Còn rõ ràng Bảo Việt là hàng đầu. Tiếp theo PVI, thì doanh nghiệp này có cổ tức rất đều đặn, hoạt động kinh doanh cũng rất ổn định chứ nó không tăng trưởng nhiều. Thì ông PVI này chủ yếu là trong cái lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, đúng không ạ? Bảo hiểm tài sản vân vân. Thì doanh nghiệp này là doanh nghiệp số 1 về cái lĩnh vực ý ở Việt Nam. Tuy nhiên lĩnh vực ý thì nó lại tăng trưởng không quá mạnh. Thế thành ra PVI thì chúng tôi cho rằng cũng đầu tư mang tính ổn định thôi. Đấy là những doanh nghiệp to. Bên cạnh đó thì có những doanh nghiệp bảo hiểm như Vinari này, Tái Bảo Hiểm Quốc Gia thì nó cũng sẽ ổn định, nó không tăng trưởng được đâu. Rồi PTI thì nó cũng tương đối ổn định, không tăng trưởng được. Có Bảo Hiểm Nông Nghiệp, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ABI thì chúng tôi đánh giá rất cao, và có một cái clip chúng tôi phân tích định giá cổ phiếu này ở trên kênh Chứng khoán TV AZFIN Việt Nam ấy, thì chúng tôi cho rằng là cái cổ phiếu ABI này rất tốt. Tuy vậy thì nó lại là một upcom và thanh khoản rất thấp, nó không thể mua được số lượng nhiều, đúng không ạ? Đó. Vâng, chị Lê Thị Hoa có trao đổi là chị đang tích có một mã XXX từ hồi tích sản bên mình tới giờ. Như thế có rủi ro không? Mỗi tháng chị dư được 5 triệu thôi. Thì thực sự mà nói thì nếu mà chị cảm thấy rủi ro thì chị có thể chia sang một mã khác bằng cách là các tháng sau chị mua mã khác, đúng không ạ? Thì tất nhiên là với cái số 5 triệu thì bây giờ lô giao dịch chẵn là 100 cổ thì nó cũng rất là khó khăn cho chị, đúng không? Do vậy là nếu chị muốn phân tán thì Phục Nghĩ cũng rất tốt, nó sẽ bớt rủi ro hơn. Đó là từ tháng sau chị này mua mã III thay vì mã XXX, thế là danh mục của chị có 2 mã, đúng không ạ? Thì phân bổ cho nó cân bằng thì sau đó nó sẽ tốt hơn, đúng không ạ? Vâng, anh Trần Chính có hỏi là đánh giá dòng tiền mới vào thị trường trong khoảng 1 năm trở lại đây có phải dòng tiền vững hay không? Thì cái việc dòng tiền thì là một cái điểm yếu của AZFIN Việt Nam, chúng tôi không đánh giá dòng tiền lắm. Chúng tôi chỉ đánh giá cái nền tảng doanh nghiệp có tốt không và cái xu hướng của thị trường trong dài hạn, tức là cái dòng tiền dài hạn đấy. Thì chúng tôi cho rằng là cái việc đầu tư chứng khoán sau này sẽ là một cái xu hướng tất yếu của người dân Việt Nam. Chính vì thế cho nên cái dòng tiền vào thị trường chứng khoán về càng về dài hạn nó sẽ càng lớn và nó sẽ càng bền vững hơn. Và nhiều người coi đầu tư chứng khoán đúng đích thị là một kênh đầu tư. Chính vì thế cho nên nó sẽ ngày càng ổn định hơn với cái dòng tiền trong xu hướng dài hạn. Còn trong vài tháng thì chúng tôi không đánh giá. Đó. Ok ạ. Bạn Lâm Tống có hỏi là 5 đến 10 triệu tháng nên đầu tư tích sản bao nhiêu mã là hợp lý? Cái này tùy vào mã bạn lựa chọn nhé. Bên cạnh đó thì Phục cho rằng là khoảng 2 mã, 2 đến 3 mã. Và bạn chị Luyến Phản có hỏi là tích sản không hy vọng cổ phiếu tăng mạnh quá, đúng không ạ? Vì sẽ không mua được giá rẻ. Vậy 5 cổ phiếu vừa đề cập trên của AZFIN đã có những bước nhảy giá nhanh như vậy thì có nên chuyển sang những mã không tăng như VSC không? Thực ra chúng ta mua cổ phiếu chúng ta không nên nhìn quá khứ nó tăng hay nó giảm. Và chúng ta hãy nhìn là nó có tốt, nó định giá nó có rẻ không thì chúng ta mua. Có những cổ phiếu nó tăng mạnh nhưng mà vẫn rất rẻ thì chúng ta vẫn nên mua. Còn có những cổ phiếu nó không tăng mà nó còn đắt cơ thì chúng ta không nên mua. Đó. Thì cái việc nào mua như thế nào, nên mua như thế nào thì chị ở trong cái cộng đồng tích sản chị có cái danh mục cổ phiếu rồi đấy, đúng không ạ? Nó có giá nên ngừng tích sản, đúng không ạ? Thì chúng ta đối chiếu vào đó chúng ta mua. Và Mr. Nguyễn Hữu Hoàng Long có hỏi là PVT anh nghĩ năm nay có đột biến không? Thì AZFIN cho rằng là PVT là một cổ phiếu số 1 liên quan đến lĩnh vực là vận tải hàng lỏng đấy, chủ yếu là vận tải dầu. Đó, thì nó có rất nhiều lợi thế. Một là nó mua được cái đội tàu quy mô cực lớn với giá rất mềm. Thứ hai là tuổi tàu của nó cũng tương đối trẻ, rất nhiều tàu đáp ứng được những cái tiêu chuẩn hàng hải mới nhất, cao nhất hiện nay. Thế thành ra nó sẽ vẫn là một cái ông lớn nhất trong cái lĩnh vực này ở Việt Nam. Thì PVT thì chúng tôi cho rằng để mà có kết quả kinh doanh rất đột biến thì là không, nó sẽ tăng trưởng ổn định. Lĩnh vực của nó rất khó đột biến. Thì nếu nó có đột biến thì đột biến về cái câu chuyện mà PVN có lộ trình thoái vốn khỏi PVT. Thì họ ở đâu đó lộ trình khoảng 2022, 2023, 2024 gì đó để mà thoái vốn PVT. Còn thời điểm chính xác như nào thì rất khó nói. Bởi vì
cái việc liên quan đến thoái vốn nhà nước thực sự từ xưa đến nay rất khó đoán, có khi nó bị đình trệ 5-7 năm là chuyện bình thường. Bác Đức Thành có hỏi là S đánh giá thế nào về GDT trong tương lai khi dịch bệnh được kiểm soát liệu có ổn không? Thì đúng là anh Đức Thành lại thích cái cổ phiếu gỗ Đức Thành có khác đúng không ạ? Thì đây là một cái cổ phiếu mà có cái sự tăng trưởng là không cao. Nó là một cổ phiếu ổn định. Nó là cổ phiếu ổn định, nó sẽ không tăng trưởng cao đâu. Thì vấn đề ở chỗ là anh dựa vào cổ tức nó là chính. Thì như vậy cái tỷ lệ cổ tức mà chia cho giá lúc nào nó khoảng độ trên 10% thì Techfin nghĩ là khá tốt để anh có thể tham gia với cổ phiếu này. Mr. Nguyễn Thành Công có hỏi là giá cao su tăng rất nhanh từ đáy, có thể đánh giá khoản đầu tư hơn 1,7 ngàn tỷ vào cao su của Jeff Mendes có lợi nhuận đột biến không? Thì xin thưa với bạn là chắc chắn không rồi. Bởi vì giá cao su có tăng nữa đi chăng nữa thì Jeff Mendes cũng không hòa vốn nổi ở cái cao su đâu. Kể cả tăng thêm vài chục phần trăm nữa thì cũng không thể hòa vốn được. Bởi vì cái vùng đất của Jeff Mendes đầu tư cao su về cơ bản nó không gần sông lắm. Nó là thửa phía trong. Thì do đó là vấn đề liên quan đến tưới tiêu nước ấy thì nó sẽ không ổn. Chính vì thế cho nên là cái việc phát triển tốt của vườn cây nó không được đánh giá cao. Bên cạnh đó là nó chết cũng khá nhiều, đúng không ạ? Thế thành ra việc còn cái năng suất của nó thì không cao. Để mà hòa vốn được là cũng là cả một vấn đề rất lớn. Thì thực sự đây là một cái bãi xa lầy của Jeff Mendes. Thì chúng tôi cũng rất hy vọng rằng giá cao su lên và Jeff Mendes bán được cái khoản thì thu hồi được phần nào nữa thì tốt quá. Thì lúc đó tập trung vào cái mảng mà Jeff Mendes có thế mạnh rất rất mạnh, đó là lĩnh vực liên quan đến cảng biển với những cái cảng hàng đầu Việt Nam luôn. Thì lúc đó thì cổ phiếu này sẽ tốt hơn. Đó, còn không trông chờ vào lợi nhuận từ cao su đâu ạ. Đúng không? Và kể cả có nhận lợi nhuận từ cao su nó sẽ đóng góp không đáng kể. Không đáng kể đâu ạ. Và Phục xin phép trả lời đúng 3 câu hỏi nữa thôi ạ, rồi chúng ta nghỉ nhá. Thì tiếp theo là chị Nguyễn Thoa có hỏi là phân tích mã Đồng Phú và GDT có đầu tư được không anh? Thì GDT như Phục nói ở trên thì lát chị xem lại nhé. Còn Đồng Phú ấy thì cổ phiếu này là cơ bản là chị đầu tư để ăn cổ tức thôi. Thế thành ra chị lấy cái câu tỷ lệ bao giờ PE nó dưới khoảng 8, 7 thì chị nên mua. Bởi vì sau khi trừ phúc lợi khen thưởng nó có trả hết cổ tức thì cũng chỉ được 10% thôi. PE bằng 7 thì tốt ạ. Và Mr. Nguyễn Thọ có hỏi Hòa Phát giờ mua để trung hạn có ổn không? Thì nếu mà trung hạn khoảng 2 đến 4 năm thì là rất ổn với cổ phiếu Hòa Phát ạ. Và câu hỏi cuối cùng ạ, Phạm Trường Thịnh, anh có hỏi là bạn mới vô cho bạn ấy hỏi là danh mục đầu tư của mình để tích sản cần chọn theo tỷ lệ ngành như thế nào? Về cơ bản là tốt nhất là chúng ta chia là mấy cổ, mỗi cổ một ngành. Đó, còn bạn thích ngành nào thì bạn pick ngành đó. Thì AZFIN cung cấp cho bạn là 27 mã cổ phiếu để bạn có thể thoải mái lựa chọn ạ. Ok ạ. Vâng, thì Phục xin trả lời 2 câu cuối cùng nữa. Thêm 2 câu thôi ạ, không thêm nữa đâu ạ. Vâng, chị Nguyễn Phương Nhung có hỏi là đánh giá như thế nào về cổ phiếu POW hiện nay đầu tư được không? Thì nếu mà cổ phiếu POW này quý vị kỳ vọng vào các cái câu chuyện thoái vốn thì chúng tôi cho rằng nó có thể tăng giá. Còn nếu kỳ vọng về câu chuyện cơ bản thì chúng tôi cho rằng giá tầm này là hợp lý rồi, nó không hề rẻ một chút nào. Bởi vì để cổ phiếu POW này có được, nó là lĩnh vực điện, chúng ta đầu tư lâu dài là hưởng cổ tức đúng không ạ? Thì bao giờ mà EPS nó được 1.500 cơ, thì PE khoảng 9 đến 10 lần thì là hợp lý đúng không ạ? Nhưng mà để EPS được 1.500 đối với cổ phiếu POW này tối thiểu phải 4-5 năm nữa. Thì như vậy lợi nhuận cho quý vị đầu tư vào cái giá này nó sẽ không cao nếu theo cơ bản. Còn nếu mà theo câu chuyện thoái vốn thì cái đó thì chúng tôi không đánh giá. Và bạn Minh Lê có hỏi thì câu cuối cùng Phục trả lời nhé. Bạn muốn... bạn Minh Lê thì có cảm ơn cộng sự bởi vì bạn ấy nồi mồm bởi Techcombank và DGC đúng không ạ? Ok, chúc mừng Minh Lê ạ. DGC cũng là một cái cổ phiếu mà Tuấn Hoàng của AZFIN rất kết và cũng được cái lợi nhuận rất cao. Còn Techcombank thì AZFIN đưa ra cũng lợi nhuận đâu đó hơn 100% rồi. Vâng, cảm ơn các anh chị nhá. Thì Phục xin phép dừng chương trình livestream ở đây. Thì chúc các anh chị có thật nhiều thu hoạch từ những cái nội dung này và ứng dụng vào thị trường chứng khoán đầu tư một cách thành công. Xin cảm ơn các anh chị. Xin chào các anh chị. Hẹn gặp lại các anh chị vào những cái dịp sau.